Hôm nay chúng ta sẽ chơi mini game nổi nô bánh trung thu. Quá dễ. Phù cuối. Cuối hả? Cuối cùng. Cùng đi. Tôi sẽ cho mấy một từ là cùng cực. Cực lạc. Lạc đà. Lạc đà. Đà lạc. Tí rồi, tí rồi. Hết đây. Hết đây. Một. Sáng sủa. Sủa vàng. Sủa vàng là gì? Đánh lên. Đánh sủa vàng. Đi xa. Đi xa. Xa xôi. Xôi nét. 5, 4, 3, 2, 1. Lòng đèn. Đèn điện. Điện vậy. Đóm. Ta làm đèn, đóm quá, đóm đèn luôn. Tủ lạnh. Lạnh bút. Bút răng. Răng sâu. Sâu ở sâu đó. 5, 4, 3, 2, 1. Cày cuốc. Cuốc đất. Hợp lý. Đất đỏ. Thôi đỏ tươi. Đỏ tươi. Quá dễ. Tươi trẻ. Trẻ măng. Trẻ măng. Dễ. Măng cục. Cục hứng. Hứng khởi. Khởi động. Khởi động. Động cơ. Cơ địa. Cơ địa. Gì cái gì đó. Cái gì cái gì. Địa bàn. Hả? Địa bàn. Tôi đang nghĩ từ đến chiếc người đằng sau không à. Cần Rubik's and Rubik nào.